lướt tay tần Phật tử ra bã rồi thả trôi sông. Cựu tu sĩ cười tươi rói trước tòa. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT. Tu sĩ đóng cửa ăn nhậu với đàn bà, bị vạch trần nên cay cú, lập hội xử đẹp người tố cáo, ngồi tù mạt kiếp. Mặc dù theo đạo và tu tập từ khi còn nhỏ, nhưng đối với Võ Viết Đạt thì có tu đến mấy, bản chất ác quỷ vẫn hiện hữu trong con người hắn. Đường đường là một đại đức có tiếng, thế nhưng hắn lại có một thói quen ăn chơi nhậu nhẹt đàn đúm với cả đàn bà ngay tại trong chùa. Khi bị tố giác vì quá cay cú nên hắn đã rủ bạn đến nhà người kia để cảnh cáo. Bỏ qua lời van xin khẩn khiết, hắn vẫn tiếp tục hành vi mất nhân tính khiến người này phải bỏ mạng. Đối diện trước tòa, hắn còn cười tươi với đại diện viện kiểm sát. Danh tính của hung thủ trong vụ án này lần lượt được cơ quan chức năng xác nhận. Tên thật Võ Viết Đạt, pháp danh Thích Chí Hộ, sinh năm 1980, nghề nghiệp người tu hành tại chùa Dương Lệ Đông, quê quán xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Thường trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tu sĩ bất đạo, hóa sát nhân. Khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021, người dân phát hiện một phụ nữ trôi trên sông Thạch Hãn, thuộc tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nên báo chính quyền, công an huyện Triệu Phong, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và các lực lượng, đơn vị chức năng, đội thợ lặn khẩn trương đến hiện trường. Đến 23 giờ cùng ngày, nạn nhân mới được đưa vào bờ. Qua đánh giá ban đầu, nạn nhân mới tử vong, trên người có nhiều vết thương và thiếu vải. Nghe tin người dân báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và biết được danh tính của nạn nhân là bà Lê Thị Hà, sinh năm 1972, thường trú tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Quá trình khám nghiệm pháp y, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên lập chuyên án để điều tra, truy xét. Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng nhiều cơ quan công an bắt tay triển khai nhanh các mũi điều tra. Đến chiều ngày 12 tháng 12 năm 2021, chưa đầy 24 giờ, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm. Khoảng 19 giờ cùng ngày, chiếc xe máy của nạn nhân Hà đã được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc trên sông Thạch Hãn. Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với nghi phạm. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã thông tin rõ về ông Võ Viết Đạt, tức cựu Đại Đức Thích Chí Hộ, nghi phạm vụ án sát hại và phi tang nạn nhân ở sông. Theo đó, tháng 4 năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Thuận đã có văn bản gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đề nghị có biện pháp xử lý Đại Đức Thích Chí Hộ để ổn định an ninh trật tự địa bàn. Theo công văn này, năm 2014, giáo hội chính quyền các cấp đồng thuận Đại Đức Thích Chí Hộ đến trú xứ và hoạt động tôn giáo tại Niệm Phật Đường Dương Lệ Đông thuộc xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian trú xứ, Đại Đức Thích Chí Hộ thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, đã để xảy ra một số vụ việc ẩu đả tại chùa, có lời nói việc làm gây mất đoàn kết nội bộ, đặc biệt là trong các mối quan hệ cá nhân. Cụ thể, năm 2015, quá trình đi cúng hoặc việc riêng, ông Võ Viết Đạt được một số phụ nữ đến chùa đón. Giữa họ phát sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát nhiều lần ở chùa. Trong đó có liên quan đến 3 người phụ nữ, trong đó có bà Hà. Ngày 1 tháng 3 năm 2018, bà Hà ở thị trấn Ái Tử gửi đơn trình công an Triệu Thuận yêu cầu giải quyết vấn đề về việc bà bị một người đàn ông tác động vật lý ngay tại Niệm Phật Đường Dương Lệ Đông. Vụ việc xảy ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2018. Khi đó, Đại Đức Thích Chí Hộ trực tiếp chứng kiến nhưng đã không ngăn cản. Khi chính quyền đang giải quyết thì bà Hà tự nguyện rút đơn. Nguyên nhân vụ việc là ngày 2 tháng 3 năm 2019, Đại Đức Thích Chí Hộ cùng em trai và một người tu sĩ, một Phật tử nữ giới khác đóng cửa ngồi uống bia ở phòng Đại Đức Thích Chí Hộ. Khi bà Hà mở cửa phòng phát hiện sự việc nên đã ném thức ăn, sau đó tố cáo sự việc với ông Đoàn Quang Đàm, trưởng ban hộ tự để trình bày. Lý do là bà Hà cho rằng tu sĩ đóng cửa phòng ngồi uống bia cùng phụ nữ là không đúng chuẩn mực. Ngày 18 tháng 3 năm 2019, ông Đoàn Quang Đàm, trưởng ban hộ tự Niệm Phật Đường Dương Lệ Đông, gửi đơn đến công an huyện Triệu Phong và công an xã Triệu Thuận, trình bày những việc làm chưa đúng của Đại Đức Thích Chí Hộ và cho rằng Đại Đức đến trú xứ ở địa phương thời gian đầu yên ổn. Tuy nhiên, những năm gần đây, Niệm Phật Đường liên tục xảy ra nhiều chuyện gây ảnh hưởng đến việc tu tập của Phật tử và uy tín Niệm Phật Đường Dương Lệ Đông. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, bà Hà tiếp tục gửi đơn đến cơ quan công an Triệu Thuận,
Nội dung đề cập đến việc bà đến niệm Phật đường Dương Lệ Đông lễ Phật thì bị em trai Đại Đức Thích Chí Hộ và một số Phật tử xua đuổi ra khỏi chùa. Trong công an gửi Ủy ban Nhân dân xã Triệu Thuận khẳng định, nhiều Phật tử phản ứng quyết liệt đối với nhân cách phẩm hạnh của Đại Đức Thích Chí Hộ. Từ những vụ việc như vậy đã ảnh hưởng một phần đến tình hình an ninh trật tự ở địa bàn xã Triệu Thuận, cũng như gây bức xúc trong Phật tử và một số tu sĩ. Liên quan tới vụ án mạng, trong thông báo ngày 12 tháng 12 năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết ông Võ Viết Đạt không còn tư cách tu sĩ Phật giáo. Kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2019, ông Võ Viết Đạt không thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Giáo hội cũng đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo luật pháp về hành vi vi phạm pháp luật của ông Võ Viết Đạt. Cúi mặt nghe tuyên án. Trước vài móng ngựa, bị cáo cúi gằm mặt ân hận thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi của mình. Đạt khai nhiều năm qua bà Hà muốn thao túng mọi việc của bị cáo, đi đâu làm gì, tỏ thái độ thiếu tôn trọng. Trong khi đó Đạt không có tình cảm, nợ nần gì nạn nhân. Trước câu hỏi tại sao không dùng giáo luật, pháp luật cải hóa bị hại, bị cáo khai từng nhẫn nhục xin cho tôi yên để tôi tu nhưng bà không chịu, thậm chí mua xăng dao đòi hành sự. Luật sư cho rằng bị cáo Đạt đã bị bà Hà dồn nén âm ỉ mấy năm qua trong sinh hoạt và đời sống tu hành là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc. Chiều tối ngày 11 tháng 12 năm 2021, bị cáo Đạt và Tuấn hẹn bà Hà đến chùa Dương Lệ Đông, nơi Đạt tu hành để cảnh cáo. Đạt đã dùng gậy tre dạy dỗ bà một cách tàn nhẫn, khiến cho nạn nhân tổn thương xương và hàm nặng nề. Lúc này nạn nhân ngã xuống hiên nhà, van xin Đạt dừng lại. Sự tàn bạo dã man của Đạt khiến đồng phạm là Đoàn Thanh Tuấn cũng thấy kinh hãi nên chạy đến giật gậy tre vứt đi. Thế nhưng Đạt không dừng tay mà chạy vào phòng khách lấy một ống kim loại dài 52cm, đường kính 2,1cm, là vật mà người có nhận thức cũng đều biết là có sức sát thương cao, rồi nhẫn tâm giáng đòn chí mạng vào các chỗ hiểm của bà Hà. Thấy bà Hà nằm bất động, lo sợ sự việc bị phát hiện, hai bị cáo đưa nạn nhân lên xe máy phi tang xuống sông Thạch Hãn, đốt hết các hung khí và tư trang của bị hại. Đạt khai lúc đó bị cáo mất hết phần người và phần ma đã thắng, không kiểm soát được cảm xúc lý trí, trong phút chốc lâm vào vô minh nên lỡ tay cho thỏa mãn lòng dạ chứ không nghĩ đến việc khiến cho nạn nhân tử vong. Bị cáo khai vụ án xảy ra trong phút chốc đã hủy hoại hết thanh danh tu tập từ nhỏ, làm mất niềm tin của Phật tử xã Triệu Thuận và ảnh hưởng uy tín giáo hội. Bị cáo dự định sau 3 ngày tang lễ sẽ ra đầu thú chứ không bỏ trốn. Đặt run run nói, bị cáo rất ân hận, mong muốn phần còn lại của cuộc đời cho sám hối, chuyển hóa sân hận thành từ bi thương yêu. Nói lời sau cùng, cựu tu sĩ xin một bản án nhẹ nhất có thể, vì đã khá lớn tuổi, đơn thân. Võ Viết Đạt nói lời sau cùng, bị cáo mất hết, xin gửi lời sám hối đến giáo hội và Phật tử. Nhắc đến người thân và gia đình, ông ta cắn rứt ngậm ngùi. Xin lỗi đến hương linh gia đình bị hại, xin lỗi đến gia đình anh em, bị cáo biết sai rồi. Bà Lê Thị Diệu Tiến, đại diện của bị hại cho hay gia đình tự lo chu đáo hậu sự cho chị nên không yêu cầu bồi thường về tài chính. Bà đề nghị tòa xử nghiêm minh đúng pháp luật với các bị cáo bị tổn thất này không gì bù đắp được. Đại diện Viện Kiểm sát cho hay bị hại tử vong do chấn thương nặng. Bị cáo Đạt dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, có hành vi dã man so với lời chửi bới thì không đáng tước đi sinh mạng của nạn nhân. Viện Kiểm sát cho rằng mâu thuẫn giữa bị hại và bị cáo là mâu thuẫn hàng ngày. Bị cáo có nhiều cách để xử lý, không thể vì người khác chửi mình mà tẩn người khác đến tử vong. Kết thúc phiên xử, hội đồng xét xử phân tích Đạt ngoài là một công dân còn là một tu sĩ. Khi phạm giới thì phải biết tu sửa, sám hối nhưng lại gây ra tội lỗi lớn hơn. Ông Đạt có vai trò cao hơn, trực tiếp gây ra án mạng, thực hiện hành vi đoạt mạng người khác một cách dã man, đưa bị hại phi tang coi thường pháp luật. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội đến cùng vì bị hại van xin. Cuối cùng tòa tuyên án xử phạt Võ Viết Đạt mức án tù chung thân. Vậy là phần đời cuối cùng của bị cáo sẽ sống trong ngục tù với sự ân hận và ám ảnh vì những hành vi của mình. Cũng trong phiên tòa, hàng chục người dân xã Triệu Thuận, trong đó không ít người lớn tuổi đã tán thành với phán quyết. Họ đến dự tòa với hy vọng vào một bản án nghiêm minh. Việc Võ Viết Đạt tác động vật lý khiến bà Lê Thị Hà mất mạng là một sự kiện đau lòng, làm đảo lộn niềm tin của người dân.
Hành động này không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là sự phản bội trầm trọng đối với đạo đức tín ngưỡng mà tu sĩ nên tuân thủ. Hành vi tán tận lương tâm này của Đạt làm mất đi lòng tin vào tu sĩ. Sự việc này cũng là một cảnh báo về hệ quả của việc mất đi sự tôn trọng đạo đức và trách nhiệm trong hành xử của mỗi cá nhân, đặc biệt là những người mang danh tu sĩ. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án cựu tu sĩ sát hại Phật tử? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.